Con khoe con ăn cam sao cho mẹ coi đi giờ hả? Đấy, con chỉ thích ăn cam thôi này, thấy không? Một nửa miếng cam, đang gặp miếng cam mới. Ừ, con ăn đi. Này. Cơm. Cơm thì sáng giờ ăn được nhiêu đây này. Này, nhiều này. Nè con. Con khoai không? Khoai mà khoai nè. Con khoai đi. Cam này ăn hết miếng này, mút này hết rồi này. Còn bã không này? Miếng dưới này cũng là bã không này, đúng không? Con cam thôi. Cơm nè, cơm nè. Con bóc ra hết rồi, con mới cho vô miệng. Nè, miếng cơm mới này. Nè Hấu ơi, cơm nè. Nè Hấu. Dưa hấu ơi, cơm con này. Nhìn hết cái muỗng nha. Nè, cơm nè. Con ở đâu vậy? Bà cắt ra miếng cam nữa nha.